Tôi xin sở hữu ở cái mạng này là ở cái mạng này là cái mạng B chắc chắn lắm. Chị ấy đi vào cái mạng này. Tên tư nhỉ? Ba người có thể tư vấn thì 2 người chọn B, à, 2 người chọn B, chọn C và chọn D. Sao rồi mới rồi? Đây là cháu xin cảm ơn thầy giúp một tờ cháu lại nhớ lại bài này rồi. Dạ. Thì cháu là phương án cuối cùng là cháu là phương án B ạ. Phương án B. Tháng 6 trước ngày nấu kia cả tá tờ cũng mua lên bờ đi em xuống tí. Chắc chắn là tháng 3, tháng 7 thì cháu nhớ, tháng 6 hay tháng 4 thì cháu câu trả lời của chúng tôi là B. Xin chúc mừng. Thành xin chắc chắn á, anh Bảo Thiên chắc chắn là tháng tư, là tháng sáu. Người sẽ nhận 300.000 đồng tiền thưởng. Thằng tháng tư, tháng sáu. Tôi được trở ra sau năm 1969 để tác nghiệp và trong bài thơ có những câu như sau. Hạt gạo làm ta có vào tháng 7, có mưa tháng 3, có mưa tháng 6, không có tháng 4. Với sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ thì cháu đã vượt qua câu số 8. Thế nên cháu đang có 10 triệu. Trả lời đúng câu số 9, chúng ta sẽ có 14 triệu. Và vẫn còn một sự trợ giúp đắc lực cho gọi điện thoại cho người thân. Câu hỏi số 9. Tác phẩm Cát Đèn của nhà văn nào? Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng. Đăng Cao hay Nguyễn Công Hoan? Dạ, phương án B là phương án cuối cùng của cháu ạ. B, Ngô Tất Tố. Con đi được cái xe đi thì dễ này nhầm.